Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem qua một embed. Đó là embed rùa rồng cực địa mới ra khoảng tầm mấy ngày gần đây thôi. Thì đây là cái phần skin của nó nè. Thì các bạn nâng mát thì các bạn thích chọn cái skin nào cũng được đó. Thích mặt nó nhỏ lớn gì cũng được đó. Nó vẫn có đầy đủ kỹ năng nha. Thì về phần skill của nó thì skill 1 thì cũng giống như mấy embed kia thôi, mà tăng tốc thêm được 11%. Kỹ năng 2 thì dính tên lửa Cubic Kobe, tấn công có 27% xác suất nhận hiệu quả phòng thủ, hoàn toàn sự tấn công của tên lửa và Kobe. Đây là đua skill 2 là đạo cụ. Còn 3 là grid đụng tường giữ nitro nguyên 58%. Cái này là 100% luôn các bạn. Nó giống như con bet chim bánh cục hồi trên PC các bạn. Ok, chúng ta vào đua luôn nha, để xem em nói như thế nào. Mình đang bật full đồ họa luôn. Tại là cái hiệu ứng bén rất là đẹp. Và con Berserker các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Chạy Berserker là phải bật full đồ họa lên mới đẹp được. Hiệu ứng bén thì như nó có mấy cái bông tuyết bay ra phía sau phải không các bạn? Khá đẹp. Năm này cái đoạn này kéo nitro nè. Kéo nitro cái đoạn này cũng khá là khó các bạn. Chỗ này các bạn dùng đúp xe đúp nè. Thì cũng nói lại cho mấy bạn chưa biết đúp xe đúp là gì, thì đúp xe đúp thì là một kỹ thuật. Nó nhanh hơn xe đúp tầm 4-5 km gì đó. Thì thường thường để thực hiện kỹ thuật này không, thì các bạn sẽ giữ lại một cái boost và boost một cái rồi xong đó thực hiện xe đớp. Thì kỹ thuật này thì dùng để những cái đoạn đường mà các bạn tăng tốc dài á, thì các bạn thường hay sử dụng kỹ thuật này, và nhất là mấy chỗ mà các bạn rớt xuống tiếp đất đó, lấy cái boost tiếp đất để thực hiện kỹ thuật này. Các bạn nào mà xem nhiều clip mình của mình thì các bạn sẽ nắm rõ được cái kỹ thuật này. Nó lợi dụng một cái boost cho có sẵn để thực hiện. À, như mình đua say máu quá rồi, quên review bet rồi. Vãi. Thiệt tình. Trận này có lẽ mình sẽ đâm tường để xem nó giữ nitro như thế nào nha. Bây giờ bạn kia đâm mình quá. Trời gì mà giật giật lên chèn kia vậy ta. Bro hay là lắc cưa đây. Đó, giữ lại được nitro các bạn. Giữ lại 58% nitro các bạn rồi rít nha. Chỗ đó thì mình bị lỗi thiệt các bạn, chứ không phải review bet đâu. Ôi. Nó giữ được như một bình nitro luôn này các bạn. Sao pha nó giữ được nhiều ta, ảo vậy ta. Kể ra con bet này giữ nitro cũng nhiều hết các bạn à. Cũng khá hợp với mấy bạn đua gọi là đụng nhiều. Thì con bet này chỉ thích hợp với mấy bạn đua khá là yếu tay và đụng tường nhiều thôi. Mấy bạn đua từ trung bình trở lên thì dùng con này không hiệu quả lắm đâu.
Mình sẽ đua trận này, mình sẽ đua đạo cụ để coi thử cái chiêu đạo cụ nó ra sao nha. Cái map này thì cái map chỉ các bạn chỉ đua đạo cụ hoặc là đua siêu năng thì nó mới có thôi, các bạn đua tốc độ không có đâu. Nó cá mập này nè. Mình cũng hay chơi siêu năng nên thành ra mình cũng thuộc được cái map này một thôi, chứ cũng không quen cái cua lắm. Không đứa nào bắn tên lửa mình ta. Đó. Đó có skill rồi nè. Bây giờ thằng nào mà xài item cho mình là mình đỡ. Đó chục. Cái khiên đẹp thiệt luôn các bạn. Khiên bao đẹp luôn. Nhìn ảo phết. Rồi chưa? Mình sẽ để cái này cho cái cuối tăng tốc luôn. Dạ, nó che không thấy cái đường gì hết. Ôi cũng bị đứt rồi các bạn. Trời, cái nó đứng ngay cái đứt chắc chết luôn á, thua luôn á. Trong thì các bạn sẽ thấy con bet này đua đạo cụ, thấy tuyệt chiêu đạo cụ nó rất là ngon, nó có khiên đỡ rất là đã. Còn đua tốc độ thì đối với một con bet nằm trong bối cảnh bet thì mình thấy con này nó không được mạnh lắm các bạn. Nếu ngày trước mà bạn nào có con thú sừng bạc không thì mình nghĩ các bạn xài con thú sừng bạc sẽ hiệu quả hơn. Nếu đối với bạn vô yếu á, con thú sừng bạc thì khi các bạn tông nhau thì nó cũng có tỷ lệ có nitro các bạn ạ. Còn này thì tuy đâm thường 100% giữ nitro, nhưng mà 100% có tỷ lệ giữ nitro, nhưng mà nó đâm thường khá là ít. Chỉ là bạn nào đua yếu quá thôi thì mới đâm thường nhiều thôi. Này cái đoạn cuối nè, nó các bạn có thể bút kéo nitro. Còn nếu các bạn không kéo được thì các bạn phải dùng nitro để bay qua, không thôi là rớt xuống là rất là thảm luôn. Cái map đó mà rớt xuống ngay chỗ đó là gần như gọi là thua luôn á. Chỗ này có cái bước tiếp đất nè. Đó, các bạn chuyển xe đó đất. Do cái đoạn tiếp theo là một đoạn tăng tốc khá ngắn nên các bạn dùng xe đó đất. Nếu mà đoạn tăng tốc dài thì các bạn có thể dùng cái bước tiếp đất để dùng đất xe đó đất nha. Tăng tốc ngắn thì mình sẽ dùng xe đó đất, nó sẽ nhanh hơn. Tùy trường hợp nữa các bạn. Nói là mô mà kéo cái đoạn này thì mình đã hướng dẫn trong cái
cái clip và kỹ thuật bút cái dạy thanh nitro các bạn. Bạn nào chưa biết kỹ thuật này thì vào thì một cái map, cái map lemon môn thì cái đoạn nó luyện tập kỹ thuật này khá là hiệu quả. Trời đẹp thiệt luôn các bạn, nhìn ảo quá ra luôn, đua có cảm giác liền. Một phần nữa thì bạn nào yêu cái đẹp thì cũng có thể mua con bếp này. Trời ơi, game này là game phụ tràm các bạn, đẹp là mua hết, yếu mạnh gì kệ nó, không quan tâm. Ok, thì clip của mình cũng đến đây thôi. Các bạn xem clip thì nhấn like clip cho mình nha. Và bạn nào chưa đăng ký thì đừng quên nhấn đăng ký nha. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong clip sau nha.